có chữ này là đang cắt giảm đi, cắt bớt xăng giảm xăng đi. Anh nhìn lan tin nó sẽ nhỏ dần. Gần thật nào rồi này, này cắt giảm xăng đi, nhỏ quá. Còn một xe bình thường của nó là đang ở không. Chỉ có dòng SRM và dòng Yamaha là mình sẽ chỉnh điều chỉnh được thôi. Đó là phần điều chỉnh này. Và mình sẽ thêm sang bớt xăng. Đọc mà lỗi. Cái này là đọc mà lỗi hết hành nhé. Tức là tầm xe đang đi lỗi. Cái cảm biến oxy tín hiệu của nó là lúc máy nóng á, nó cứ lên cứ xuống này nè. Anh em cho nổ ra anti đi. Nó cứ lên cứ xuống trong cái dài từ 0.2 tới 0.8 như này. Nó cứ lên cứ xuống, có nghĩa là bớt xăng nè, thấy nhạt thì là đậm. Đi xe điều chỉnh đậm, thấy đậm thì lại bớt. Có nghĩa là cứ lên cứ xuống như này. Chứng tỏ là xe đang điều chỉnh thì là xe đang làm việc bình thường nhé. Còn nếu mà nó nằm ở cái dài dưới cái đậm miết, dưới 0.2 này miết luôn, hoặc là thiếu xăng. Đó, còn trên 0.88 á, trên 0.8 này nè, nằm miết luôn thì là dư xăng. Và thiếu xăng và dư xăng nguyên nhân gì thì từ trường học sau này mình sẽ chia sẻ nhân sau.